đủ ông bà anh chị em. Bài thứ có Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca cùng đoàn chúng ta vừa được nghe công bố và là một hình ảnh rất là sống động và phong phú về tiến trình của bộ nhiệm hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ mà toàn thể hội thánh năm nay đang tích cực hưởng ứng với tế thượng hội đồng giám mục thế giới 2023 sắp tới. Đã đến tiến trình hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ, chúng ta thấy chính Chúa đã đi bước trước để đến với loài người chúng ta. Nếu Ngài không muốn và không mở ra con đường và không đến với con người thì không có cách nào con người có thể hiệp hành, hiệp thông với Chúa được. Bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa, là đấng ngàn trùng chí thánh, là sự thật tuyệt đối, là nguồn mạch của sự sống bất diệt. Nên thân phận con người chúng ta thủ tạo, chẳng những là thủ tạo mà thôi, nhưng còn là tội nhân, còn là những người thù nghịch với Chúa. Thế mà Chúa không muốn mà không đi tới trước trong tiến trình hiệp hành này, thì con người chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, đi lên đi xuống, đi tới đi lui bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, rồi từ từ kẻ trước người sau kéo nhau đến chỗ diệt vong, chết là hết. Nhưng chính Chúa không muốn để dân phận con người tội lỗi phải chết một cách đáng thương tuyệt vọng như thế. Ngài đến với con người, hiệp hành với con người, như trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cũng thư gửi hữu Philippe chương 2 để khẳng định Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nên không nhất quyết duy trì để bị ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tơi đòi, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, để còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người, tặng ban cho người một danh hiệu, trở vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi vừa nghe danh Giêsu thì mọi miệng, mọi đầu gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tung hô Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ngài là Chúa nhưng vì yêu mến loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngài đã từ trời xuống thế, hiệp hành, hiệp thông với con người. Hiệp hành, hiệp thông cũng chỉ là với những người yêu mến Ngài và ngay cả với những người không thích Ngài, không yêu mến Ngài, thù nghịch với Ngài, bách hại Ngài, sỉ nhục Ngài, rồi kết án Ngài, đóng đinh Ngài, rồi giết chết Ngài. Ngài vẫn sẵn lòng để hiệp hành, đi theo con người cho tới cùng, tới cái giờ phút cuối cùng, để có thể ngỏ lời với cái anh trộm lành ngày hôm nay sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đi với con người trong một hoàn cảnh như vậy, rất là nhiều cái dòng người khác nhau, nên chúng ta được mời gọi đi vào con đường hiệp hành đó, noi gương Chúa Giêsu, không chỉ là hiệp hành, hiệp thông với những người mà mình yêu mến, với những người yêu mến mình thôi. Dĩ nhiên là mình phải yêu mến họ rồi, nhưng mà rồi họ không biết có yêu mến mình hay không, không biết là họ có tán thành đường lối của mình hay không, không biết là họ có đồng thuận con đường với chúng ta không. Nhưng mà rồi đi Chúa Giêsu, Ngài yêu mến tất cả, hiệp hành với tất cả, hiệp thông với tất cả, tham gia thân phận con người, tất cả cái gì thuộc về thân phận con người thì Chúa Giêsu đã gánh lấy, đã nhận lấy vào thân mình của Ngài. Ngài trở nên những người tôi trung, tôi tớ, đầy đau khổ, Ngài mang lấy thân phận con người chúng ta. Đi bài đọc thứ nhất hôm nay sẽ tiên tri Isaiah, bài ca về người tôi tớ đau khổ, Ngài đã hiệp hành với thân phận con người. Mọi hoàn cảnh của thân phận con người, muôn thế hệ, tất cả mọi hạng người, để chúng ta thấy trong bài thánh có hôm nay nổi lên rất là nhiều nhân vật khác nhau, từ vua chúa quan quyền đến các vị tế kinh sư biệt phái, những người trí thức đạo đức như những người bình dân chất phác, những người cao niên lớn tuổi cũng như là trẻ thơ cầm trên tay cành lá,
để tung hô Chúa vào thành. Rất là nhiều lớp người khác nhau, các tông đồ đi theo Chúa ngay từ đầu, cũng có những người bội phản như Giuđa, có rất là nhiều người theo Chúa, hiệp hành với Chúa. Một cái ý tưởng đen tối, một cái tinh thần vụ lợi, với biết bao nhiêu tâm trạng, tính tình, thái độ, cách sống khác nhau, Chúa Giêsu sẵn lòng mở ra để hiệp hành với tất cả. Thì chúng ta cần cầu xin Chúa thương để chúng ta có được đức tin và lòng mến chân thành noi gương Đức Mẹ Maria, Thánh Gioan Tông Đồ và một số các phụ nữ theo chân Chúa Giêsu trong tiến trình hiệp hành con đường thập giá này, rất là âm thầm, rất là khiêm cung, rất là lặng lẽ và tràn đầy những đau khổ, những cuộc khủng thiếu niềm hy vọng, khi đang can đảm đứng dưới chân thập giá thì Đức Mẹ Maria, Thánh Gioan và một số các phụ nữ đó, chúng ta hãy cùng nhau như thành viên sống đồng của Hội Thánh để bước vào tuần thánh, bước vào thánh lễ, bước vào nhà thờ, đi vào thành Jerusalem, không chỉ là ngôi nhà gỗ đá vật chất mà là chính cõi lòng của mình, chính là giáo hội, chính là lòng đời. Ta hãy đón tiếp Chúa vào trong cuộc đời chúng ta, hãy cùng với giáo hội mở ra cho Chúa con đường đi vào lòng đời và trung kiên âm thầm tràn đầy tin tưởng, kiểu trông và hy vọng đi theo Chúa trên con đường thập giá, con đường vượt qua cho trọn tình hiện nghĩa để được thông phần vào hồng phúc phục sinh của Chúa.